cát này là chỗ Hà có phải không con? Dạ mình có đó. Có cặp. Cái màu xanh nó đẹp quá không mấy ba? Nó xè ra mấy luôn. Ủa, cũng công. Xè ra mấy đẹp. Mình thấy nó xè cánh là mình hơn lắm đó mẹ. Ba ba chuẩn bị nó xè. Xè. Xè mấy đẹp. Ừ đó. Đó. Em ơi đẹp quá. Mà điệu lắm, khen mà đẹp. Mình hơn lắm mẹ. Đẹp quá. Là chúng cho số. Bé Hà Le quá nhìn nó hết rồi. Trời ơi, ta kêu đẹp. Đó, nó xè đó. Phải là nó xè mà nó đang tỉa lông nữa. À. Em ơi, em đẹp quá em ơi. Em đẹp nhất đêm nay. Em ơi, em đẹp quá em ơi. Em như đó, xin tư vậy. Em ơi, em đẹp quá em ơi. Trời ơi. Đó, bà Hà hát lắm. Bà Hà làm cái nó đánh luôn. Nó hát xè luôn. Phải nó không? Sao cho ăn được? Ủa mình đi ra mà đi vô ăn được kìa. Được mà đi vô được. Vô đụng nó được luôn hả? Dạ. Cái đồ này mình đi vô mà. Con dê nó không ăn thức ăn này, nó chỉ ăn cà rốt thôi. Ủa vậy kia nó đòi ăn kia rồi phải đưa cái tay. Trời em đưa tay đi chị sợ. Chị sợ đâu. Trời ơi con mắt ghê quá à. Không, cho nó ăn đi. Thôi đi hả, cho ăn đi Hà Gan nè. Đây. Ủa nó ăn được. Nó ăn luôn. Nó ăn được. Anh Long dở nè. Không, mà để tay á. Để tay hả. Dơ tay. Chút nữa mình rửa. Rửa. Đó, thấy chưa. Thôi, chị không cho nó ăn đi chị sợ lắm. Nó ăn dưới còn kìa. Không, nó không ăn dưới đất đâu. Cái gì vậy? Nó gật đầu. Ra cho mọi người ra ra kìa. Tới đây ra nè. Ai đi ra mẹ. Hai phải cho nó chung tay đi. Nó xin nó thấy thương quá. Thôi anh luôn chở thôi. Chở cho em. Mời con. Chở cho em. Con này. Thôi để dành đi. Ờ bà kia. Bà này bà lành quá. Bà này có bầu. Bà này có bầu cho bà đi. Bà có bầu bà cán ăn. Đi. Mình đi tới chứ. Dạ đi tới. Không, đi tới đây nè. Đi tới. Đâu có để ở xích đây đi nè. Nó kêu mình đi nè. À, đúng rồi. Đây. Với tên kìa. Tên. Thôi nó đi thì đồng hành với mình luôn kìa. Nó có bầu á. Để 200 nha. Ủa, có người vô rồi đó. Có người vô được rồi đó. Chúng tôi đang đi đâu? Chúng tôi đang đi trên một cái chỗ... Em để lên trên này đi. Để lên trên này đi, để dưới đất nó dơ, nó ăn không được. Thấy thương quá luôn kìa. Ông ghê thì cháu đi theo mình, đi theo hoài à. Con này giống nó có bầu á hả? Tính nó có bầu á tính. Nè đúng rồi, nó có bầu á. Hai con có bầu luôn, nó làm hai con bầu luôn. Nó sinh lên cũng con có bầu. Nó đi theo luôn rồi. Mẹ đi vô đây mình coi canh con ru mẹ. Con nào nó cũng bụng nó mong nó ủ nà mẹ. Chắc nó ăn nò đó mẹ. Phải không? Ừ chứ đâu có bầu, con nào cũng bầu hết á. Con nào có bầu á mẹ, con nó có bầu. Nhiều bầu quá vậy. Dạ có bầu. Thấy ba con nào bụng còn quay. Thì tại vì tụi nó ở chung với nhau mà. Có bịch nữa mẹ, có kia nữa mẹ. Thì con chưa thấy chắc con bên trong đó mẹ. Nó đá chị một phát nha. Không, trời, tại mình coi cho đó nó đó hả? Mình thấy vậy thôi chứ ngoài nó hiền. Chụp hình đi hả? Hai hả? Dạ. Hà lấy đồ ăn cho nó ăn đi. Đâu? Kìa kìa anh luôn nữa nè. Đây. Nè ăn này luôn nè. Trời ơi chị ơi. Đẹp quá kìa hả? Nó thủ. Nó thủ thế đó. Nè chị. Không cho nó ăn gì hết. Nè hả, móc cho nó ăn đi hả. Nó ngầu quá, tao sợ. Mấy con cừu nó còn dễ thương hơn. Nè mấy con. Đúng rồi, vô quay nè con. Chết thôi anh. Cao quá nó ăn không được. Thôi coi kìa anh đứng lên kìa. Cho đứng kìa, quay hả. Thôi quay. Tuấn quay. Lan cắt cho. Đừng có bỏ dưới đất, để trong tay á. Ủa cắn tay em sao. Không có, nó không có cắn, nó hiền lắm. Bỏ vậy nó ăn mấy đất tội nghiệp nó. Thà làm lại đi nè, chị đang có con nét rồi nè. Sao ê, đâu con này. Tao nha mày. Chứ con không này phải là đá một phát hả? Không, nó hiền lắm. Hà cho nó đứng lên nè. Ê, cầm cái bao lên hả?
Hai này uống dê quá. Ôi, ê, ê, ê. Sao bà dê này ta? Ê, ê, bà dê vô dê. Là đuổi là đuổi vô chuột rồi. Bà dê vô dê, đi. Bà dê vô dê quá. Trời ơi, nó đuổi nha. Đi con, nghe con, nghe con. Ê, con, hà, hà đánh con dê đi hà. Đi ra, đi. Con đi ra, con đi ra đi. Chúc cho con ăn. Ừ, chúc cho con ăn nha. Cho nó luôn đi. Đây, đây, anh ăn. Rồi, rồi, chị quay này nè. Hà cho nó ăn đi, con nó đứng thương không nè, chuột túi kìa. Bà dê vô viên. Dê vô viên. Cho ăn rồi đó mà còn không qua đây. Hiền, chuột túi hiền. Hiền ghê luôn á. Bà dê vô viên. Bà dê vô viên. Bà dê vô viên. Thôi giỡn thôi nha. Bà dê kỳ cục. Ê, ê, bây giờ chụp hình với dê đi. Ê, chụp hình với chuột túi đi hả? Sao chụp? Tuấn, Tuấn, chụp đi Tuấn. Ok. Rồi chụp hình nha. Đi, em đang quay phim. Không, anh chụp được, em chụp được. Em vừa quay vừa chụp được. Mẹ mẹ vô đây, mẹ vô đây chụp hình với nó. Coi chừng nó đá một phát. Không có, không có. Đâu, đây, đây, đây. Rồi. Đây đây đây. Nè, dòm lên đây nè. Hà ơi, dạ. Dòm lên. Hà đưa tay lên cao Hà cho nó. Nè, lên 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 cao, lên cao. Lên cao, lên cao để đứng lên đi cao. Đứng lên nè nè, đứng lên, đứng lên cao. Hà dòm đây Hà ơi. Rồi, cái con khỉ này nè, cái con khỉ đụng quýt người ta. Cái con khỉ này cái tối này đụng quýt người ta nè. Rồi, đây thằng chụp đông em. Rồi được, chụp được không? Chụp được nhiều à. Đó để em lát chọn lại. Wow. Tại lần đầu tiên con chụp hình với nó mẹ con qua Úc không biết mấy chục lần rồi. Bây giờ chạy mình. Đây là chuột túi nha mọi người. Dạ, dạ đây. Cho nó ăn tiếp đi, ở đây không có ai nè. Vậy chứ mình đi đâu. Nó đứng lên kìa. Quyền đưa đầu xuống. Đưa mặt xuống, lẹ lên. Nhìn đây, giờ đây, giờ đây. Đó, Quyền ơi dòm đây nè. Chị Hà dòm đây. Rồi ok. Ăn đi con. Đứng lên ha. Hà kêu lên nó đứng lên. Đứng lên con. Đứng lên chuột túi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên lên qua đây. Lên lên qua đây. Má vô má, má bước vô luôn đi. Nhiều quá nó chạy. Không nó không chạy đâu mẹ. Chạy. Rồi nó qua tới. Trời ơi, tới bà dê. Con quỷ dê nè. Cái bà quỷ dê này thiệt tồi. Đuổi con người ta đi rồi. Không có cho em ăn nữa nào. Nè, qua đây, qua đây cho em ăn. Qua đây, qua đây. Hồi nãy cho ăn. Rồi đánh lạc hướng đi. Người bên trái bên đây, người bên đây. Mình qua đây đi. Lấy đồ ăn đâu? Đó lưng không mặt xuống, cứ mặt xuống lẹ lên. Ngồi trên đó luôn, đứng ngồi trên cái đó. Trời dễ cưng quá hả? Hello hello. Không bước lại được kia đi. Kangaroo. Trời ơi. Nó đứng lên đi. Đó. Để nó lên cao luôn, lưng được, để đứng lên cao. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dòm lấy dòm. Trời ơi, trời ơi. Lấy tay nó kéo lại. Trời dột quá. Lấy tay nó kéo lại. Nó kéo bên đây. Em nó yếu điểm cái tay nhỏ quá. Khôn quá trời luôn. Khôn quá trời luôn. Thôi nó lại nữa kìa, lại nữa kìa. Nó nữa nè, bà dê này, bà kỳ cục quá. Thôi đừng sang đi được em. Đi kiếm con chuột. Đi con khác đi. Con này nó không phối hợp đâu. Thôi con kìa. Con gì vậy? Cái con này là cao gì đó, hình ảnh gì đó. Nó xinh quá. 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 Con mắt hơi bị xấu. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Rồi đứng ra luôn. Chụp hình, chụp hình. Ôi Hà ơi, bây giờ Hà, Hà phải cho nó ăn. Nhìn như đồ giả vậy. Ôi. Trời ơi. Đứng mặt hả? Nó chạy nhanh quá hả? Nó rượt không? Nó lạ lắm. Cảm thấy lạ lắm. Có đồ ăn mà sợ quá không vậy? Nó đứng ghế mà nó cao hơn mình hết rồi. Trời con nó mình nó nhóng nó mở lên nó cao hơn mình gấp khúc rồi. Dễ thương quá. Ngày ngày hôm nay ngày giờ Tuấn nó chụp hình nó quay kìa. Quay quay. Vui quá. Đi tiếp nha mọi người ơi. Nguyên đoàn. Nguyên đoàn vui quá luôn. Nhóm nhỏ nó tăng động ghê dễ sợ luôn á. Nó chạy kìa. Đó. Tăng động dễ sợ. Thấy không nãy chị nói là con chuột túi không? Đúng rồi. Nó hiền. Đang ở sở thú. Dạ anh hai đang ở sở thú anh. Vậy đó mà tối này thấy con này con mẹ nè. Mấy con này nhỏ quá. Con này bự nè em, con này bự nha. Con này mẹ nè, con này còn vú nè. Đó, còn vú cho nó bú đó. Hơi ốm nha, hơi gầy đó. Hơi suy dinh dưỡng. Cho anh Lung, anh Lung. Đây chị cầm cho hai cho. Ôi, cái móng nhọn lắm. Không sao nè, ăn nè. Đây đó, hãy cho nó ăn là nó ok. Đó.
Ha, dễ thương quá Hà ơi. Mẹ thấy nó ốm. Ha, từ từ đừng đừng có làm đổ xuống Hà phí nha. Chờ ít ít thôi. Liếm rớt. Nó liếm rớt kìa, đang làm đổ. Ồ, cái liếm lại nó kìa. Để con kia nó chạy lại kìa. Ê ê ha ha, để dành cho con kia. Chạy cho nó miếng đi. Trời biết vậy chị lấy nhiều thêm rồi thấy thương quá. Ha, con kia bị đau chưa hả? Ờ ờ, nó đi. Ha, chạy lấy. Đến cho con kia hả? Lương làm gì vậy? Bỏ lên đây cho nó ăn. Nó sợ nè. Quành lại mua một mặt lực lớn nhỏ quá, nó sợ rồi. Rồi thương quá à. Vậy kìa bỏ vô lên. Ăn một bịch không đủ em ơi. Rồi. Mình mới đi đâu có xa đâu. Có ai chụp hình giùm hai chấm hình không? Em mới chụp cho. Nhìn lên đây nè, cho nó ăn là phải dòm đây. Rồi ok. Ờ lấy cái tay khều khều kìa. Bên kia bên kia nó đi lắm kìa. Ở nó ăn bên trên lưng nữa kìa. Nè nó ăn nè. Trời ơi. Ngước mặt lên luôn. Chị Quyền vô chụp hình chung với chị Quyền nữa kìa. Cho chị Quyền đấy nè. Rồi ok. 2 3. 2 3. Ủa, nó lầy qua nó lầy lại nó kiếm ăn. Nó đói đó hả? Chạy ra mua thêm một bịch nữa đi ha. Xa quá chị Quyền. Nó có mình quá đi tí hả? Nó đi lên lắm chị Quyền ơi. Nó mai cho con này nè, nhóm lên kìa. Con này là con đực. Con thương quá à, bây giờ nó gãi kìa. Ôi ghét kìa hả? Mùa đêm mình chạy cho. Đi à. Ừ, cho con hay cho con, cho con. Chạy bổ cái đi, mình còn cho mấy con kia ăn, tụi nó đói, mình còn đi vô trong nữa kìa. Mua còn ba uống bịch luôn á. Ờ. Mua hai bịch nữa thôi. Mua hai bịch được rồi. Mua hai bịch nữa thôi. Có tiền lẻ không? Chết rồi. Đi đi đi. Đi đi, cho nó chưa được. Hà ơi, Tài nó bén. Ừ. Tài nó bén dễ sợ luôn. Ôi, bên này tội nghiệp quá Hà ơi, nó đòi ăn nè. Để đợi mẹ đợi quê xong chưa à, ở bên Úc em ơi à, ở Úc Châu cả nhà ơi. Con công đẹp quá kìa. Chị Quyền có không? Công ơi, em đi kiếm chị Quyền hả? Công ơi, em đi kiếm chị Quyền hả? Công này, con công này nó bự hơn cái con công ở ngoài. Con này đẹp nè. Dạ. Chắc mình đi ra đường này à, chị ơi. Đi 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 là đẳng đi. Ừ. Là thấy công đi. Ủa, mình đi thẳng đó ra hay là mình đi? Không, chị nghĩ chắc mình đi xuống đây, mình đi qua anh kia đó. Nó chứ mình đi vô xong là xa lâu, xong lắm á. Ừ. Màu là một công đẹp quá. Vậy đó, mình ngay góc đó đó. Cho nên mình phải đi qua góc đó. Không. Cho nó ăn đi, nó mổ mổ. Nó ngông ngông. Con thịt thôi. Nè, nè, cho nó ăn đi, con công cho được mẹ. Hello, cục tác. Cục tác là vịt. Gà. Ốc quên gà. Đúng rồi chị. Cái cốt con công là con gà chứ bộ. Sự thích đó. Mày yếu rồi. Mày yếu rồi. Mày yếu rồi. Kia mẹ. Ồ, nó mổ á. Nó mổ hả? Nó mổ quá, nó mổ quá. Đúng rồi, nó mổ quá. Đúng rồi. Lưng qua đây chụm công đi. Tính chụm lưng công. Chụm quyền nữa kìa. Đây này, đây. Để xẻ nó không chịu bung cái cánh nè. Bung ra mới đẹp. Cốc, vô đi, nổ nó đi. Đưa tay với bọn chị, đưa tay xuống cầm tờ giấy coi. Thôi, nó sợ đó. Chạy. Anh luôn vuốt có chi vậy? Anh biểu anh luôn vuốt. Cho ăn phải cho anh ta vuốt chứ. Hello. Kỳ quá. Ừ. Tiền ta muốn lấy thì không cho anh ta vuốt. Ừ, cho anh ta vuốt. Bà công bà chảnh lắm. Bà công bà chảnh. Đãi người ta được trăm mấy cái tự nhiên mạng yếu rớt xuống còn hàm mấy. Không đi đổi về đây nữa mạng. Con này đi theo mình. Đây, cái con này đi theo mình. Nãy đi theo mình nãy giờ luôn nè. Ông về còn đóng lần đi, em lại mang đây. Này nó có bầu ha, nó mập vậy trời. Nè em cho nó đi hả? Nó bầu ha. Bỏ ra đổ ra cho em. Con mập cũng được. Ờ, xin cái con nào. Mọi người ơi, mạng ok em với nhà. Chị lấy ăn từ từ ông cô. Ông ăn lẹ quá. Ông ăn lẹ, không kịp quay ông luôn. Lẹ một cái phép rồi là xong. Mọi người ơi, mạng ok em với nhà. Một cái phép là xong nguyên một nắm. Để nó mất xích nộ á. Em cầm đi. Cầm đi nè. Em cầm cho thôi chị đi. Thôi chắc mình đi ra được rồi mẹ ha. Đúng rồi. Đi ra rửa tay. Ra rửa tay. Đây là còn con công nữa nè. Nhiều công nha. Nó lại ở lẻ thôi, nó không đi tập ha. Dạ, có nhiều lúc nó đi chơi, mẹ tối nó mới về chỗ cũ. Giờ này là mình ai nó đi chơi vậy đó, đi vòng vòng vậy đó. Mình đi đâu vô ta? Nãy mình ra chỗ nào? À đúng là mình ra đi một vòng á.
Nãy giờ mình không đi một vòng thì con biết mình cứ đi ra tắc. Lại thôi. Ra đường tắt thôi. Dạ. Vậy chắc mình đi theo con đường nè. Đi theo con đường này nè mẹ. Phải không? Dạ. À, đi theo con đường này nè. Đi theo con đường nè. Đường mòn. Đường mòn đó, đúng rồi. Mình đi theo đường giống như đi một vòng á mẹ. Ừ. Ê, bên bển là mấy con chuột hay gì á? Ê, kia đằng kia con gà lôi á, giống kia gà lôi hả? Không giống con gà lôi mà không biết phải. Không, con đó con giống, xíu á. Giống như con bò vậy. À, con bò thích hả? Ở đâu có chó sủa nữa. Bạn ok không cả nhà ơi? Mọi người comment cái nè. Đó, bên đây ok rồi đó. Đây, ở vừa đây là nó có phòng rồi. Đó, mình đi vòng qua cái kia là mình đi về luôn á. À, nó chỉ đường mình đó, đi á hả? Mẹ đi hết cái đường này nè, mẹ đi cái đuôi kia qua rồi về luôn. Yeah, bạn trái hả quẹ mặt? Dạ, cái đi theo dạ. Đường này đó mẹ, rồi có mẹ đó mà thấy nó tẻ. Không có, ơ mặt. Đó, mình đi ra nè. Đi ra. Này giống như hôm nay mình đi thể thao vậy đó. Đang đi mình là lạ quá nha. Okay. Không biết đường ra luôn. Đúng rồi, nãy mình vô có con công. Giờ mình ra cũng dạ, có ra, con công. Có con công nữa. Mà quá trời công rồi, con này công nhỏ hơn. Ở đây là có mấy con chim nhỏ nè. À, Lido Colas. Đây nè. Hello cả nhà thân yêu. Nãy mấy con cù nhưng mà nãy lúc nãy không có quay kịp đó mọi người. Tại nãy không có mạng cho nên không có like. Đúng rồi, không có mạng, không có like. Mình có like chèo. Mình like mà nó rớt lớp bụi. Đập 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 đập. Nó làm lẹ quá. Con công công. Nè, ba bốn con công nè. Còn con công đực hai con bên đây nè, là hai con. Con công này nó chắc công còn nhỏ quá. Con công cái xấu lắm, con đực. Con đực xấu lắm. Nè con đực nè mà má má. Ủa, con đực nè. Con cái, mẹ con kia cái mẹ con kia con cái. Chắc công còn nhỏ nó không có cái lòng. Con này đẹp nè. Ừ. Ê chứ nó con ngựa kìa. Ờ, không phải con lừa. Con lừa. Con lừa chứ không phải con ngựa. Nãy mày không đi qua coi con lừa. Con lừa. Hai con. Có một con, hai con. Hai con, hai con lừa. Ở trong đây ấn tượng những cái con hồi nãy màu nâu nâu á. Nó chạy như là cái gì vậy? Nó năng động quá. Con nó mắc không? Cười dễ thương lắm. Ủa giờ mình đi đâu nữa? Mình đi ra đó mẹ. Đang đi cái hướng đường ra. Tôi thấy có cái đường nè nè. Cái đó mẹ quẹo vô. Con nghĩ mình đi cái đường này là mình đi ra. Ôi dịch kìa. Dịch nó ra ăn kìa. Ủa con dịch cái này thì rồi bắt đầu giúp mẹ nữa. Ý con này con gì vậy? Không biết nữa. Thôi nó có lưng cao thế. Con gì con tròn quay vậy? Nó giống là điểu vậy đó nhỏ. Không phải con này con gì không biết luôn. Có cái cổ dịch người ta kêu màu xanh cổ dịch là vậy đó chị Quyền. Ờ màu xanh cổ dịch nó màu xanh cái màu đó đó. Cái này con công. Con này con công. Ồ, con này con công nhỏ đó mẹ ơi. À vậy hả? Con công nhỏ luôn kìa, cái đầu nó kìa. Hello cả nhà. Con. Đang live stream cho mọi người xem công dịch cho mình ha. Chút xíu. Dạ. Mình tự hào nè. Con này con đẹp quá nè. Con thấy đó. Con lên nữa. Hướng dẫn viên. Đây bạn hơi yếu cả nhà ơi. Nhưng mà nó dạng quá ha, nó đi theo mình nè. À, không có hướng dẫn viên, nói chung là mình tự bơi. Vô đây tự bơi. Chim nó cũng biết ai đẹp ai xấu nữa. Đó thấy chưa? Bởi vậy mẹ sòi sợ là đúng rồi. Con anh là con anh Luân đi làm bằng chứng nè, y một bài đi theo nè. Đó. Sao đi theo vậy chắc nó tưởng sao là anh có đồ ăn á. Dạ. Em đâu biết hay là tại thấy anh đẹp trai à, trời thấy đẹp trai. Này thấy con mấy này con cái nè. Không biết nói cho nó biết. Mấy này con cái không là gái nè, để ngồi nói cho nó đỡ tao chạy ra. Dễ thương quá ha. Hai con màu này hai con màu kia. Dạ. Ôi đất ơi, bốn con chạy trước mình đó chứ. Dạ, con nhìn cái đầu á con mới biết nó chạy dễ thương quá. Nó mấy là nó nói thì mình chọc nó quá. Kìa con bậy kìa. Hai con bậy kìa. Mới đẻ. Nãy mình ra vô đây phải không? À, dạ đúng rồi đó mẹ, để đó, ít xích đó. Nói ba có sức hút cho nên nó theo kìa. Đúng rồi. Sao nó kia cục tác ta? Rồi. Đâu rồi, cái bé nâu đâu rồi? Mình còn nè, mình chóp cho nó ăn luôn đi.
Kìa bé nâu kìa, bé nâu dễ thương của tôi kìa. Bé rất cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Đó, thấy mấy người thấy bé nâu không? Bé nâu nó rất là năng động luôn. Đi như hoa hậu vậy đó. Đó, bà đang ngồi á, mới đưa cái đầu bà lên, mới díu dắt bây giờ nha. Con đó là con này giống như phải là lạc đà không ta? Chị Quyền, con nó phải là lạc đà không chị? Con một con nâu nãy không có, con đó là em, nó tên gì quên rồi. Alfresco. Con nó vui lắm. Con nó giống như con cừu vậy đó. Nó vui, nó tăng động. Hết rồi, hết tăng. Rồi thôi đi. Rồi đi vô, đi vô, đi vô mẹ, xong rồi đó mẹ. Mời mọi người vô. Rồi, cắt đi. Em vô rửa tay. Là mọi người vô. Anh Luân vô luôn, em đóng. Lạnh quá. Đầu lạnh rồi. Cái tay em tê. Cái tay em tê. Lạnh quá chị. Gửi giấy phép về 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 Việt Nam. Cái gì gửi giấy phép về Việt Nam? Có người gửi than hồng vào liền. Tê tài hả nhỉ? Đấy. Nó phòng thủ kìa. Nó vẫn là để màn yếu nè, đường truyền. Tắt tắt.